Hi, xin chào tất cả mọi người vừa tới kênh YouTube Thế Giới Đồ Câu. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới mà shop mình mới về, đó là túi đựng phụ kiện đi câu hoặc là đồ để mọi người mang đi dã ngoại đó. Thì cái chiếc túi này rất là tiện lợi bởi vì kích thước của nó rất là lớn. Kích thước chiều dài đó là 37 cm, chiều rộng 25 cm và chiều cao là 25 cm. Thì với cái kích thước này thì mọi người có thể đựng được rất nhiều đồ cho những chuyến đi câu xa hoặc là những cái chuyến đi dã ngoại xa. Thậm chí là những anh em mà mình làm nghề kỹ thuật thì cũng có thể mua một chiếc túi như thế này để đựng đồ mang đi công trình ha. Thì chiếc túi này gồm có một cái dây xách như thế này hoặc là một dây đeo để mọi người có thể đeo vai hoặc đeo chéo. Một ngăn phụ ở phía trước và hai ngăn lưới ở hai bên ha. Thì giờ mình sẽ mời mọi người xem là chiếc túi này bên trong nó rộng như thế nào ha. Mọi người có thể thấy là chiếc túi này có thể đựng được rất nhiều cái phụ kiện giúp cho mọi người mang đi trong những cái chuyến câu xa, những chuyến câu mọi người đi câu biển hoặc là câu ở những cái hồ đi xa ha. Thì bên cạnh màu xám đàn ri này thì shop mình còn về một màu nữa, đó là màu xanh bộ đội như thế này. Mọi người có quan tâm tới sản phẩm túi đeo chéo cỡ lớn đựng đồ câu này thì có thể để lại bình luận số điện thoại ở bên dưới. Thì shop mình sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn và báo giá, hoặc là mọi người có thể liên hệ số trực tiếp ở bên dưới video để được tư vấn.